ba mẹ em nha. Xong mày qua bên bên kia đó, em chỉ gám á. Rất là đẹp. Màu tên chi vậy? Màu đẹp á. Ô quần này rất là màu này rất là đẹp, rất là dễ thương, rất là baby. Ai mang cái bộ neo này là trẻ là 10 tuổi nha. Wow, xử lý được. Mọi người thấy online rất là nhanh nha mọi người. Màu này là O7. Rất là nhanh, rất là gọn gàng, rất là đẹp, rất là sexy. Mọi người đã rõ hết. O7. Ok, thế là mọi người đã biết được cái màu O7 ra như thế nào rồi ha. Thì thank you mọi người đã xem video này, thank you mọi người rất là nhiều ha. Là gì vậy? Rồi, hello cả nhà nha. Hôm nay thì mình nữa là mình supply Crystal Clear Powder cả nhà nha. Ở đây là những cái màu rất là đẹp, rất là popular. Đó, thì thì hôm nay lại có bạn Smile ha. Đây mời bạn này đến từ Hollywood cả nhà nha. Đắp bộ nail này là with màu salmon nha. Mấy hôm nay không biết tại sao mà khách tới cứ đòi màu là natural quá trời luôn. Mà mấy cái màu rất là popular hơn. Nãy là Smile đắp màu overlay số 8 đúng không? Thì bây giờ mình sẽ đắp số 6 cả nhà nha. Số 6. Và dùng crystal clear và đây là cái màu sparkle clear nha. Rồi bây giờ nữa thì Alex sẽ action cho anh chị em coi thử nha. Rất là đẹp cả nhà ơi. Màu này là màu chồng yêu chồng bảo chồng thương nha. Rồi bây giờ nữa thì Alex sắp bay cả nhà nha, cho Alex hướng những cả nhà cách làm sao cho nó đẹp nha, nhanh gọn lẹ kiếm tiền nha và bớt đau khổ. Rồi bỏ mỏng đi cả nhà nha, trời ơi cái màu đẹp quá. Cái màu anh chị em về cứ làm double overlay hay là làm gì rất là đẹp nha. Nó cái màu này không làm cho những người khách mà họ thích natural cả nhà nha. Rồi. Rồi mình sẽ vút mỏng thôi. Mỏng thôi cả nhà. Rồi mình cho sparkle leader cho nha. Anh chị em ha. Mỏng thôi. Oh my god, so beautiful and so gorgeous, 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 gorgeous. Cái này nha. Màu này là quá đẹp cả nhà ơi. Đây là cái cách đắp ombre nhiều kiểu khác nhau nha. Đẹp quá. Cả nhà nhớ giữ in shape cho lại nha, đừng có để mất shape nha. Mất shape là coi như là đập nằm vũ lâu lắm. Rồi, cả nhà thấy không? Rất là đẹp ha. Rồi tiếp tục cái màu tiếp theo nhờ y chang luôn nha. Bỏ mỏng nha thôi. Rồi. Đừng đụng mạnh quá nha, nhẹ nhẹ thôi, đi xuống từ từ thôi. Rồi. Mỏng này, mỏng ra. Kéo mỏng ra ha. Đó. Wow, cái màu đẹp quá cả nhà ơi. Rồi mình bút mỏng thôi nha. Mỏng thôi. Mỏng trái, mỏng phải, mỏng trái, mỏng phải. Rồi. Sau khi xong ha, mình đi tiếp vào tiếp theo là cái kim tuyến lên. Mình sẽ để lên đây ha. Anh chị em nhớ nha, là mình phải đợi cho nó khô xí. Và sau đó mình lặm lên. Đó. Mình sẽ đùn cọ đẩy xuống từ từ nha, đập nhẹ nhẹ từ từ thôi. Cái bột bên Alex nó dẻo lắm, anh chị em không có sợ nha. Bị giống như bị đơ hay này kia, nên làm rất là thoải mái nha. Đây là cái set màu 33 màu cho em nha, cho Alex một cái set sample được anh chị khe đi.
cái sample có 33 màu chị cho em á. Đó, và hôm nay là cháy hàng, đang cố gắng đánh lại thêm vài thùng, cái thùng màu nữa. Thì anh chị em nào mà gọi vô mà chưa mua được có thể đợi nha. Đó, để làm không có kịp. À, đây là những cái màu mà pháp lợi nhất, những cái màu mà trên thị trường rất là nhiều anh chị em thích, cả nhà thấy không, rất là đẹp ha. Đây, cái đây là cái set cho em nha, 33 màu nha, anh sẽ cho anh chị em coi nha. Đẹp lắm anh chị em thấy không, quá đẹp luôn. À, cái màu lại đang xài là màu này nha, màu này lại đang xài nha anh chị em thấy không, đẹp lắm. Đây là những cái màu mà pháp lợi đẹp nhất và những cái màu mà thịnh hành nhanh nhất nha, đẹp lắm cả nhà thấy không, quá trời đẹp luôn. Đó. Rồi, cả nhà nào mà chưa có thì tranh thủ lên website mua nha, hoặc gọi vào số điện thoại nha, 714-707-6666 nha. Anh chị em gọi cho mua liền nha, liền nha. Họ lại sẽ để đây cho anh chị em coi cái set một treo nha, rất là đẹp lắm, anh chị em thấy không? Cực kỳ đẹp luôn. Rồi tiếp tục màu bên này anh nghĩ trang nha. Mỏng thôi nha, đi mỏng thôi, đừng có đi dày quá. Mỏng thôi. Mỏng thôi cả nhà nha, mỏng thôi. Cái này mình đắp hâu neo cũng đẹp rồi cả nhà ơi. Hâu neo. Rồi, xong mình bỏ sparkle leader lên nha. À, mình đặt thắt nó lên. Nhẹ nhàng thôi. Rồi kéo xuống. Là làm như nhẹ thôi nha, làm nhẹ thôi. Đập nó mình xong rồi mình sẽ đánh ngược lại một màu lên cả nhà nha. Đây là ombre màu nút ở trên xuống nha, chứ không phải là kim tuyến từ lên nha. Nên anh chị em thấy chưa, xong anh chị em có tưởng là làm nha. Rồi, móng này móng nhọn cả nhà nha, móng nhọn. Đó, thì cái móng này dùng để đánh gen nha. Đó. Wow, cái màu đẹp của cả nhà, màu đẹp quá. Lại đẩy sát cho khi cô nha, rồi bút mỏng ra. Mỏng thôi. Rồi. Rồi sau khi xong ha, mình sẽ bỏ sparkle leader lên. Chị em thấy không, bỏ sparkle leader lên. Wow, so beautiful, so gorgeous, 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 gorgeous. Cả nhà thấy không? Nhẹ nhẹ này, nhẹ không? À, cả nhà thấy không? Rất là đẹp ha. À, màu này là màu trong yêu, trong bảo, trong thương nha. À, thương nhiều hơn yêu nha. À. Rồi, cả nhà thấy không? Quá đẹp. Very very beautiful, look at Chanel. Oh my god, look at Chanel. Đó, sau khi xong hết Alex sẽ chụp một tấm hình cho anh chị em coi nha. Để cho anh chị em coi nhớ cái màu này mà anh chị em làm nha. Và lại đắp thêm ngón này nữa ha. Ngón này nữa. Bên này cũng vậy y chang nha. Đẹp quá cả nhà ơi. Rồi, bút mỏng rồi ha, bút mỏng rồi. À, bút mỏng rồi. Rồi sau đó mình bút mỏng physical, mỏng thôi nha. Đừng dày quá, mỏng thôi. À, các bạn phải làm liền nha, đừng có làm chậm quá thì nó sẽ khô nha. Sau đó mình bỏ sparkle leader lên. Đẹp quá cả nhà ơi, đẹp quá. Xong mình dặm mỏng lên thôi nha, mỏng lên thôi, đừng cho nó dày quá nha.
nhầm mỏng lên thôi. Ừ, cho nhà thấy không? Quá đẹp ha. Và sau khi xong mình đợi khô xí, mình bỏ. Rồi, bây giờ xong ha. Xong rồi đây là cái bàn neo mà anh Lệch đã làm bên trong này neo xong rồi. À, đây là cái neo này anh Lệch đã đắp xong hết rồi ha. Thì mình sẽ cho anh chị em coi thử cách mà mình đắp lời clear lên như thế nào nha. Mình sẽ đánh ombre ngược ở trên ảnh nha. Bây giờ là sẽ cho anh chị em coi cách là đánh nó như thế nào nha. Ồ vậy hả? Ở ngoài già không? Thôi nào cho Huế. Ngoài già khô. Hay bắt mặt chứ. Hay bắt mặt. Tư mô xuống nữa. Qua tắc xịt làm. Qua tắc xịt làm rồi. Đang đi qua tắc xịt rồi. Đi làm giàu. Đi theo tiện gọi của tín níu à. Rồi bây giờ xong cả nhà ha. Bây giờ nữa là mình sắp like clear lên. Clear lên nha. Đó, mình sẽ bỏ clear lên nha. Bài khuất sụt clear lên. Nghe thêm một tí một lúc tôi quên. Nghe thật là ánh trăng lừa dối. Rồi bây giờ nữa thì anh lại sẽ tát mỏng lên nha. Rồi mình kéo mỏng rồi cả nhà nha, mình kéo mỏng rồi. Cái này đắp cho nó thuộc dạng shichu với cả nhà nha. Shichu. Rồi, mình cho nó khô xí mình quay lại nha. Một nhóm. Nhóm thứ hai cũng vậy y chang ha. Mình bỏ cái phiên lên. Mỏng thôi. Cái mỏng xuống cả nhà nha, mỏng xuống, mỏng ơi là mỏng. Cả nhà thấy không? Thì nó sẽ ảnh hiện một cái màu nút ở đây này ha. Góc cái màu nút đây này. Cái này thì làm thì nó thấy hơi limited time cho anh chị em. Nhưng mà anh chị em biết tại sao anh Lệch làm vậy không? Tại vì làm vậy để sau khi anh Lệch trở lại làm bát phiêu nó dễ hơn. Còn nếu mà mình đắp trên trước á thì mình làm cái kia trước, cái sau làm bát phiêu thì nó hơi cực một xí. Đó. Với lại mình làm cái này cho nó shichu nó đẹp hơn. Nó tự nhiên hơn. Rồi mình bút mỏng xuống, lên xuống từ từ thế nha. À, tao bút kịp tao. Hello. Rồi hay gì rồi. Tay này cũng vậy nha. Mỏng thôi. Cò này của ai đấy? Cò này của tôi. Bóp ít hay bóp nhiều em? Bóp thế nào xài trước? Mỏng. Okay. Bóp thế nào xài trước là được rồi. Giỡn mặt hả? Giỡn mặt. Giỡn mặt à. Giỡn mặt. Rồi. Mỏng cả nhà nha. Mỏng rồi. À, cái cách đắp này là cách đắp abacus cả nhà nha. À, đắp để cho cái sparkle lên đây khi anh Lệch chữa cho dễ nè cả nhà thấy không, nó khô thì nó sẽ hiện cho ombre rất là đẹp nha. À, còn không nữa thì anh chị em làm kim tuyến trước cũng được, tùy anh chị em ha. Ở bên Texas còn nhìn thở không em? Em dắt thì dắt smile đi dùng bánh đi. Thôi mang rồi, không được không hả? Rồi. Xong cả nhà ha. Đó, khi mà xong rồi mình sẽ bỏ thêm một lớp clear mỏng lên nữa cả nhà thấy không? Đó, đây là cái nail mà mình đã apply clear lên nè ha. Rồi bây giờ nữa thì anh là xíu như cả nhà apply clear lên nha. Để sao cho nó gọn lẹ mà mình không cần phải rửa nhiều nha. Đó thì sách bột này anh chị em chưa có thì tranh thủ lên hốt liền nha. Đó, rất là đẹp. Tranh thủ lên hốt liền nha. Đó, anh chị em thấy không?
cực kỳ đẹp ha, 33 màu. Đó, thì mình chuẩn bị đây cả nhà thấy không, rất là đẹp ha. Rồi bây giờ nữa thì anh chị em tranh thủ lên order nha, và Alex sẽ apply thêm một lớp clear. Bây giờ Alex xuống nhìn cả nhà apply lớp clear mỏng như thế nào nha. Mỏng thôi. Cho cả nhà coi thử nha. Mở đây. Không cần phải bỏ lên cao quá cả nhà nha. Tại nãy là đã làm một lớp trên kia lấy dậy rồi. Mình đợi cho nó khô xí nha. Bắt đầu mình cổ nét này ha. Mình vuốt từ trên xuống. Mình vuốt từ động nó sẽ hòa tan với nhau nha. What happened to the music? The music. Yeah. Music. The music. Let me see your nails. Cute, natural. So mình vuốt hai bên vô nha. Vuốt hai bên xuống, xuống, xuống. À, các bạn để ý là thay bút hai bên nhiều là lại cố tình cho nó cong ở giữa nha. Rồi xong bút từ trên xuống luôn. Linh kiểu rồi. Cả nhà Alex sẽ cho cả nhà coi cái độ cong của cái nail nha. Sao? Rồi tiếp tục. Nếu mà anh chị em nào thấy khó thì đắp hai cục tùy anh chị em nha. Rồi là sẽ bỏ một xí cục từ đây tiếp tục như trang vậy nha. Ai? Cái ông mà đắp muối hả? Ủa ông tới đây hả? Ủa ông ở đây bây giờ luôn hả? Rồi cả nhà thấy không? Rồi nhà nhà xuống nha. Nhà nhà xuống thôi. Bởi thời buổi này social media ha, làm cái gì độc lạ này là trang người ta theo dõi nhiều. Chắc khi em làm nail về thì bây giờ em nấu ăn, nấu đồ, em quay, làm gì cũng quay hết. Sáng sớm tập thì cũng quay. Tại vì em thấy đôi khi mà cái cuộc sống hàng ngày á đơn giản á, người ta thích coi hơn. Chứ nail giờ mấy người kia cũng nail. Hồi ngày xưa ta là mở Facebook ta là thấy hình gia đình, bây giờ mở Facebook ta là thấy nail luôn. Rồi tiếp tục cả nhà ha, cục bên này như vậy. Cả nhà bỏ như thế này, như ra là nhà bỏ lên như thế này cho nó khô xí, sau đó mình đi xuống từ từ thôi nha. Nó là khô rồi, kéo xuống rồi từ từ thôi, mình không vội vô. Hai chị Nga khỏe, chị Nga nhẹ thôi nha, nhẹ thôi ba con ơi. Rồi bàn tay này cũng vậy cả nhà nha, là sẽ bỏ một xí đây. Đó, mình bỏ như thế này nha, chỉ được nhanh quá nó sẽ bị nha. Nhà thôi. Đó, mình đợi cho nó tan một xí đã rồi sau đó mình vuốt thì tự động nó sẽ liền kết cho nha. Các bạn biết tại sao lại bỏ cục bột đó không? Tại hồi nãy ở trên đó lại đã đắp phần 2/3 rồi. Nên nó lại không cần phải làm dày nữa nha. Cái cách này là giống như anh chị em làm cái kiểu mà giống như của Mỹ vậy đó, Mỹ họ làm như vậy đó, họ nối từ từ vậy đó. Đúng. Xong mình vuốt từ từ nó sẽ liên kết với nhau. Xong mình xuống rồi từ. Nhẹ nhàng thôi. Rồi xong. Anh chị em thấy không? Nó tự động nó sẽ liên kết cho hết nha. Cái nail đó là. Rồi qua cái nail này cũng vậy nha. Bỏ clear lên. Hai Linh Sơn nha, khỏe không Linh Sơn? Hai chị Van nha, khỏe không? Rồi bây giờ mình vuốt nha, vuốt mỏng thôi. Anh chị em giúp Alex chia sẻ cái livestream này nha. Cảm ơn chị em nhiều.
rồi vuốt mỏng thôi, từ từ xuống thôi nha, mỏng thôi, mỏng thôi, mỏng thôi. Cắt cục bột từ từ. À, như vậy là xong ha. Rồi bây giờ nó xong rồi mình sẽ trai sơ, mình dũa là xong anh chị em ha. Đó, thì bây giờ nữa thì mình sẽ cho anh chị em coi thử cái top coat có sáng không nha, cái bột bây giờ nó có trong không. Thì bây giờ nữa thì anh sẽ cho anh chị em coi nha. Màu này là màu xem mình cả nhà nha, cái màu này xài nhiều lắm. Đây Alex sẽ cho anh chị em coi thử khi mình bỏ thốc cốt lên nha. Anh chị em coi thử cái đây là bàn tay mình mới đắp xong nha. Để mình kiểm tra thử là nó có bóng không, nó có đẹp không nha. Wow, màu đẹp quá cả nhà ơi. Màu rất là đẹp. Màu quá đẹp cả nhà ơi. Màu rất là đẹp ha. Xem mình. Rồi, bây giờ nữa thì Alex sẽ lau một cái nha. Để mình cho các bạn coi cái màu cho nó khô xíu, cái màu chưa khô. Qua cái ngón bên này nó khô nè. Để mình try thử cái màu cho anh chị em coi nha. Cái bàn tay kia nó chưa khô nha. Đây, để mình cho coi thử cho anh chị em nha. Cả nhà thấy không? Wow, nó ra rồi ha. Còn nãy là nó chưa khô. Rồi nó sáng quá, cả nhà thấy nó sáng, cả nhà rất là sáng ha. Rồi ở màu xe mình nhé, và cái kim tuyến màu này là màu số 11 nha, khi thi trong cái set 33 màu nha. Đó thì anh chị em nào muốn thì lên online mạng order liền nha. Đây gọi do order liền, số điện thoại là 707 nha, 6666 714 707 6666 nha. Trong cái set này 33 màu, set này rất là đẹp cả nhà nha, rất là pháp lời. Rồi cảm ơn chị em nhiều nha. À, bây giờ anh phải làm nhanh rồi. Can I see your nail? Oh my god, look at your nail. Can I see it? Bọn hộp chưa? Thấy chưa? Rồi tạm biệt anh chị em nha. Hello mọi người, thì hôm nay mình sẽ làm cái ca. Mới đẹp không? Không sẽ. Hello mọi người, hôm nay mình làm cái cho mất cái xếp nha. Lên nhẹ hai bên hông để cho bột không bị ra ngoài hé. Đó. Like it baby. Put diamond in there. Oh my god. So beautiful. Yeah. Wow, mọi người thấy không? Màu này rất là đẹp nha mọi người. Rất là dễ thương ha. Đó. Wow. Người hiểu hay sao hai nét đôi đời quá. Wow, đẹp quá. Làm cái nghề phải điên điên khủng á. Mọi người thấy không? Mình bỏ bột lên rồi nó nằm yên nữa không? Thôi làm cho nó cười vui nhẹ không? Đẩy lên cho nó sát cái kia đi cô. Cặp khách mặt người biểu là thấy
Vút nhẹ rồi. Vút nhẹ hai bên hông. Cho nó sát vô hết. Còn cho nó đẹp. Oh my god, bột mọi người thấy bột rất là dễ làm. Không có chảy gì hết ha. Trời ơi. Đưa đâu tới đâu là ra tới đó ha. My god, looking so beautiful. Đó. Thấy không? Rất là dễ làm nha mọi người. Chị thích cái màu này không? Thích không? I know, like it. Đó. Chị đến từ Hồng Kông. Đó. Đó. Rất là đẹp nha mọi người. Màu này rất là đẹp. Cái màu này gọi là Overlay 08 nha. Đó, màu này mới ra luôn. Mới ra tức thì luôn á. Đó. Ngón này thì mình sẽ lấy bự hơn một chút xíu nha. Đó, bỏ vô, lôi xuống ha. Mình đẩy vào cái Kiriko. Đó. Mình vuốt mỏng ra. Mỏng thôi. Nhẹ thôi ha. Oh my god, looking so beautiful. Mọi người thấy không? Bột rất là dễ làm, rất là dễ control ha. Đó. Đó, đẹp quá mọi người ha. Đó. Mình vuốt lại cho nó đều ha, cho nó mượt. Và nhớ là mình phải giữ được cái xếp nha. Đó, chị có Facebook không? Chị có follow em không? Có follow chắc nè. Đâu, mượn cho em mượn đó. Mở lên nha. Wow, màu rất là đẹp nha mọi người. Màu này thật sự đẹp, đẹp quá đẹp luôn. Đó. Màu này rất là đẹp nha. Thì mọi người có thể order cái quen cái màu này trên website ha. Rất là dễ thương. Đâu, cho em mượn coi được không? Tại đó. Và bây giờ mình sẽ làm lại trên cái màu. Chị thấy nó nặng không? Nó rất là nhẹ đúng không? Bởi vì khi mình thấy không, cái cuticle của chị quan trọng, bởi vì chị phải xài cái đầu dũa đó. Chị thấy nó sát này, nó sắp rực luôn đó. Bởi vì cái bộ nail này 3 tuần tới 1 tháng á, nhìn giống như là 1 tuần vậy đó. Bởi vì chị có thể keep được là có thể tới 5.
rất là, màu này rất là đẹp, rất là dễ thương, rất là baby á. Ai mang cái bộ nail này là trẻ lại 10 tuổi nha. Đó. Đó. Wow, so beautiful. Mọi người thấy không? Apply rất là nhanh nha mọi người. Đó. Màu này là 007. Wow, mọi người thấy không? Thế là xong rồi ha. Màu này rất là nhanh, rất là gọn gàng, rất là đẹp, rất là sexy. Đó. Đó, mọi người coi rõ không? Đó, rõ ha. 07. Ok, thế là mọi người đã biết được cái màu 07 ra như thế nào rồi ha. Thì thank you mọi người đã xem video này. Thank you mọi người rất là nhiều ha.